Những nội dung chính có trong bản tin bóng đá Việt hôm nay. Dư âm cúp quốc gia, hai huấn luyện viên tranh cãi về mặt sân thiên trường. Khai mạc giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2024. Thủ môn đang thi đấu ở giải nhà người Mỹ nhập tịch Indonesia. Xin chào các quý vị khán giả của FPT Play. Quý vị đang theo dõi bản tin bóng đá Việt để cập nhật những thông tin bóng đá trong nước và khu vực mới nhất. Hôm qua, trận tứ kết rất được mong đợi ở Cúp Quốc gia Casper 2023-2024 đã diễn ra. Thép Xanh Nam Định và BKMX Bình Dương đã cống hiến cho các khán giả một trận đấu cân tài, cân sức và phải cần đến loạt luân lưu mới có thể phân định thắng thua. Đáng chú ý, hai huấn luyện viên trưởng của hai đội đã chia sẻ những quan điểm khác nhau về chất lượng mặt sân thiên trường. Hãy cùng phóng viên FPT Play tìm hiểu. Trận đấu tứ kết Cúp Quốc gia giữa Thép Xanh Nam Định và BKMX Bình Dương không chỉ hấp dẫn bởi loạt đấu súng kịch tính để xác định đội đi tiếp, mà nó còn thú vị không kém bởi quan điểm về chất lượng mặt sân của huấn luyện viên trưởng hai đội. Khi bắt nhịp trận đấu thì các cầu thủ của tôi cũng hơi ngợp. Khi mà vô thì anh thấy là cái mặt sân nó cũng khác biệt. Các cầu thủ không kiểm soát bóng được. Không, thực tế là các cầu thủ, bản thân các cầu thủ của chúng tôi lẫn các cầu thủ đội khách đều rất là muốn sân nó phải trơn một chút. Tức là sân phải tưới một chút để đường bóng đi nhanh. Cái mặt sân trơn họ chưa quen, ở sân Bình Dương thì có lá, ở đây có chỉ. Rất là rõ ràng như thế. Các cầu thủ bị hạn chế vì chưa quen được cái mặt sân. Ngày hôm qua chúng tôi tới đây làm quen được có tiếng đồng hồ. Thì tôi nghĩ là khi ra đá phía Bắc thì các cái sân cỏ này nè, các cầu thủ tôi cũng rất là gặp khó khăn. Như vừa rồi chúng tôi đi thi đấu với cả Hà Nội, giao hữu và Hà Nội, là trước trận họ cũng hỏi là muốn tới sân hay không, chúng tôi cũng đồng ý. Qua đây thì bóng đi nhanh quá. Anh thấy là khi mà đỡ bóng rồi bóng nó dội ra rất nhiều, cảm giác bóng không tốt. Các đội phía trong thì nói thật là tôi cũng không biết như thế nào cả. Nhưng mà bản thân các cầu thủ của chúng tôi mỗi lần thi đấu muốn là mặt sân nó phải ẩm ẩm một chút. Sân thiên trường thường tưới nước cho mỗi trận đấu vốn đã là câu chuyện quen thuộc. Dù sao, đó cũng là lợi thế sân nhà, sân khách mà các đội bóng không thể không tận dụng. Cốt làm sao để cầu thủ của mình thi đấu thoải mái và đạt kết quả tốt nhất. Còn về mặt cỏ, hiện tại ở V-League chỉ có sân Bình Dương và sân Pleiku vẫn sử dụng cỏ lá gừng. Còn lại các sân đấu đều đang dùng cỏ lá kìm. Tuy vậy, chất lượng sân cỏ lá kìm còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng chăm sóc, bảo dưỡng và tái tạo. Trong thời gian tới, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định cũng sẽ tiến hành trùng tu và nâng cấp lại mặt cỏ. Vượt qua BKMX Bình Dương, Thép Xanh Nam Định thẳng tiến vào bán kết cúp quốc gia, giữ vững mục tiêu cú đúp danh hiệu mùa này. Có thể nói, đội bóng Thành Nam ở mùa giải năm nay đã có những sự đầu tư rất chất lượng và bài bản, từ việc cải thiện đội hình cho đến nâng cấp cơ sở vật chất. Những hình ảnh mới nhất về phòng thay đồ được ví hiện đại như ngoại hạng Anh của đội chủ sân Thiên Trường đã tạo nên sự thích thú với người hâm mộ. Trước trận đấu với câu lạc bộ BKMX Bình Dương tại tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023-2024, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã cho ra mắt phòng thay đồ mới khang trang, tiện nghi bậc nhất tại V-League hiện đại. Tranh thủ một tháng giải đấu tạm nghỉ, ban lãnh đạo đội bóng Thành Nam đã tiến hành sửa sang phòng thay đồ sân Thiên Trường. Toàn bộ bàn ghế, tủ áo, ghế ngồi, màn hình và dàn đèn chiếu sáng đều được thay mới khang trang với tông màu trắng, xanh chủ đạo của đội bóng. Các trang thiết bị hiện đại này tạo cảm giác vô cùng thoải mái cho các cầu thủ. Và có lẽ khi bắt đầu được sử dụng phòng thay đồ mới này, các cầu thủ Thép Xanh Nam Định đã được truyền thêm cảm hứng để rồi sau đó đánh bại BKMX Bình Dương trên loạt đá luân lưu 11m và giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia Casper 2023-2024. Một câu lạc bộ khác cũng được nâng tầm về cơ sở vật chất là câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng này vừa chính thức đưa vào hoạt động đại bản doanh mới. Đây là khu nhà được đầu tư xây sửa có giá trị hàng chục tỷ đồng. Sau 5 năm phải đi thuê khách sạn ở, đội bóng Núi Hồng đã quyết định đầu tư và chính thức đưa vào sử dụng đại bản doanh mới. Đại bản doanh này có quy mô 6 tầng và tổng diện tích là 3.000m². Theo thông báo của đội bóng miền Trung, cơ ngơi của đội gồm hơn 30 phòng nghỉ đầy đủ chức năng hiện đại, đạt chuẩn 5 sao cho các cầu thủ, ban huấn luyện và các thành viên khác lưu trú. Bên cạnh khu phòng ở, hội trường thì lãnh đạo câu lạc bộ cũng đầu tư một phòng gym, khu sauna với trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho công tác hồi phục cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Với những động thái trong suốt những mùa giải gần đây, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang cho thấy quyết tâm làm bóng đá chuyên nghiệp và phát triển bền vững trong những mùa giải kế tiếp.
Đúng vào ngày hôm nay, mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2024 chính thức khởi tranh. Cuộc đua đến ngôi hậu của giải đấu năm nay được dự báo là khó đoán và hấp dẫn hơn khi các đội bóng tham dự có sự đồng đều về mặt lực lượng. Hãy cùng bản tin bóng đá Việt hôm nay cập nhật không khí của ngày khai mạc. Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2024 chính thức khởi tranh từ ngày 1 tháng 5. Giải đấu năm nay được tổ chức tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiện tại, 8 đội bóng nữ đã có mặt tại thành phố Bà Rịa, ổn định chỗ ở, làm quen với điều kiện khí hậu, sân bãi và sẵn sàng bước vào tranh tài. Cuộc đua đến ngôi hậu của giải đấu năm nay sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với mọi năm. Sự thay đổi lớn về cán cân lực lượng giữa các đội bóng có thể nhìn thấy ở Thái Nguyên TNT. Ngay trước thềm mùa giải mới, đội bóng xứ trẻ đã công bố các bản hợp đồng đắt giá, đều là các tuyển thủ quốc gia như tiền vệ Bích Thủy, thủ môn đương kim quả bóng vàng Kim Thành và trung vệ Trần Thị Thu. Tất cả đều nhằm hiện thực hóa tham vọng tranh chấp danh hiệu vô địch. Thái Nguyên TNT mạnh lên đồng nghĩa với sự suy yếu của thành phố Hồ Chí Minh 1. Huấn luyện viên trưởng Đoàn Thị Kim Chi sẽ phải xoay sở để tìm kiếm phương án thay thế cho những trụ cột đã ra đi, đồng thời vẫn phải hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vị số 1. Cuộc đua tam mã của giải đấu còn điểm mặt thêm Hà Nội 1, ứng viên thường niên cạnh tranh cùng thành phố Hồ Chí Minh 1 cho danh hiệu vô địch. Đội trưởng Hải Yến và sao trẻ Thanh Nhã sẽ là những người gánh trọng trách tìm lại vinh quang cho bóng đá nữ thủ đô. Giai đoạn lượt đi của giải sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Đây cũng là năm thứ hai ban tổ chức giữ nguyên mức tiền thưởng sau khi được nâng lên từ mùa giải trước. Đội vô địch sẽ nhận được 500 triệu đồng. Thời gian gần đây, bóng đá Indonesia đã có sự tiến bộ vượt bậc, đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Một trong những yếu tố đóng góp cho thành công này chính là các cầu thủ nhập tịch. Và mới đây, đội tuyển xứ Vạn Đảo tiếp tục đón thêm một sự bổ sung chất lượng, một thủ môn hàng đầu của giải nhà nghề Mỹ MLS, giúp huấn luyện viên Shin Tae-yong hoàn thiện đội hình nhập tịch trải đều ở cả 3 tuyến. Và đây cũng là thông tin cuối cùng khép lại bản tin bóng đá Việt ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Indonesia vừa có thêm một cầu thủ nhập tịch mới với bản CV vô cùng ấn tượng. Cái tên mới nhất vừa hoàn thành thủ tục nhập tịch Indonesia là thủ môn Martin Paes thuộc câu lạc bộ FC Dallas tại giải MLS Mỹ. Martin Paes năm nay 26 tuổi. Anh sinh ra và lớn lên tại Hà Lan nhưng có bà ngoại là người Indonesia. Anh trưởng thành ở một số câu lạc bộ Hà Lan và quyết định đến với MLS khi mới 24 tuổi. Thủ môn này từng khoác áo các lứa U19, U20 và U21 của Hà Lan nhưng chưa một lần khoác đội tuyển quốc gia Hà Lan. Do đó, anh có đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển Indonesia trong tương lai. Hiện tại, thủ môn Paes đang là lựa chọn số 1 trong khung gỗ câu lạc bộ Dallas, đội bóng xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng miền Tây MLS. Dù màn trình diễn của câu lạc bộ không quá ấn tượng, tuy nhiên hàng thủ của FC Dallas được đánh giá khá cao. Khi Paes đã có 4 trận giữ sạch lưới kể từ đầu mùa, sau 10 vòng đấu đã qua. Với sự xuất hiện của thủ môn đang thi đấu tại Mỹ, Indonesia có thể được xem là hoàn thành bộ khung nhập tịch trải đều trên các tuyến. Bên cạnh thủ thành Paes, Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng lên kế hoạch nhập tịch thêm cho 3 cầu thủ Hà Lan khác là Jan Raven, Kevin Van Dijk và Ole Romani. Những cầu thủ kể trên đều đáp ứng được tiêu chí mà PSSI đề ra. Thậm chí ngoài 2 cầu thủ trẻ Romani và Raven, Vedon là một trong những hậu vệ trái hàng đầu hiện tại tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. PSSI kỳ vọng 3 cầu thủ kể trên sẽ cùng với Paes kịp thời sẽ đối đầu với Iraq vào ngày 6 tháng 6 ở lượt trận áp chót vòng loại 2 World Cup 2026. Và lúc này, Garuda chỉ cần ít nhất 3 điểm trong 2 lượt trận cuối cùng là chắc chắn bước vào vòng loại bà mà không cần quan tâm đến kết quả của đội tuyển Việt Nam. Chương tiếp theo của mùa giải 2023-2024 xem V-League đỉnh nhất trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.